Thuận xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là anh Thuận cũng rảnh nên đâm ra Thuận muốn chia sẻ với anh em là bên Thuận có mấy tiếng như là sóc đen, hay còn gọi là trồng sóc, sóc Côn Đảo, hay còn một số nơi gọi là trồng đen á anh em. Thì cái con giống như trên màn hình nè. Thì hôm nay là Thuận xin chia sẻ với anh em là bên Thuận có những cái tiếng mà để làm kinh tế, chứ không phải những cái tiếng mà anh em tải ở trên mạng xuống, nó sẽ có nhiều tạp âm với lại cái chất lượng nó không tốt, tiếng nó quen thuộc nó làm không hiệu quả nha anh em. Rồi xin mời anh em xem qua cái loa với cái thẻ của Thuận. Đầu tiên là anh em phải có cái thẻ nhớ anh em. Cái thẻ nhớ là thẻ nhớ điện thoại bình thường, là mình chép mấy cái tiếng của con sóc đen vô trong đây nè anh em. Thì Thuận có tất cả là bốn loại tiếng mới nhất nha anh em, với lại một bài tổng hợp. Bài tổng hợp có nghĩa là Thuận sẽ lấy bốn bài kia, Thuận kết nối lại với nhau, Thuận bật thời gian chờ đồ này nọ, kêu cho nó từng khúc anh em, làm cho nó có hiệu quả. Rồi Thuận sẽ bỏ vô cái loa cho anh em xem nha. Rồi Thuận nhét vô nha anh em. Rồi mở lên. Đây cũng là một cái đồ mod nha anh em. Mở lớn lên tí. Rồi Thuận chèn bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Anh em nào mua thì Thuận sẽ đưa bản gốc, không có tiếng nhạc nha anh em. Đây là bài số 1 nha anh em. Tiếng này là tiếng mới nhất bây giờ. Rồi Thuận xin mở qua bài số 2 nha anh em. Mở lớn lên cho anh em. Mỗi bài là Thuận làm dài từ 3 đến 5 phút nha anh em. Thì trong cái lo của mình á, khi nó hết á, bài anh em có thể bấm vô cái nút lặp đi lặp lại là lúc này nè anh em. Rồi anh em mở qua bài số 3 cho anh em nghe thử nha. Bài này là bài tổng hợp nè anh em. Tổng hợp là nó sẽ kêu nhiều loại như nãy Thuận nói á. Anh em đợi nó kêu qua cái khác nữa cho anh em nghe thử nha. Đó. Nó giống như bài trên mạng nhưng mà chất lượng nó khác nha anh em. Dùng để bắn hay là bẫy. Nếu anh em nào chơi không chuyên nghiệp thì có thể mua lưới nè anh em. Bên Thuận có bán lưới luôn nha anh em. Lưới này thì anh em giăng ra giống như giăng bẫy thỏ đó. Anh em có thể bấm đường link bên dưới để coi cái cách sử dụng cái lưới này như thế nào nha anh em. Rồi anh em mở tiếng lên, khi con sóc nó tới gần á, anh em đi tới thì nó hết hổn lũi vô lưới là mình bắt thôi. Nói thì nó đơn giản vậy nhưng mà làm hơi khó, nhưng mà khi anh em làm được rồi á thì nó rất là dễ nha anh em. Rồi anh em cứ làm những cái con tiếp theo. Rồi anh em muốn nghe cái bài tổng hợp á, thì bấm cái đường link bên dưới, tại vì cái tiếng này nó kêu lâu lắm anh em. Rồi xin chào anh em nha, anh em muốn mua tiếng hay gì thì liên hệ với Thuận nha.